Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog mua thùng nước suối. Mua thùng này đi. Thùng nhiêu vậy anh ba? 70. Tiền dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mua một thùng nước suối với bánh để vô dâng lên thầy buổi sáng hai cô chú anh chị. Còn nước suối thì để chăm nước, thay nước hàng ngày cho thầy. Thôi giờ Bùi Hải đem vô trong hai cô chú anh chị. Sáng có cô phát cỏ. Rồi thôi đi vào. Phát cỏ ôm sùm vậy chút sao nghe gì trời. Họ hết dầu đó luôn hả trời. Mát cỏ ôm sùm vậy sao nghe gì trời. Gì ta? À, mũ trái gì đâu vậy? À, gì à, cái lan kìa. Nó bị ngã xuống cái đèn nè. Nếu mà cái đèn này nó mà chết chắc thì trái cây lan nó nè. Ờ thì đứt xuống cây đèn nó quéo quá rồi đó. Nghỉ ngơi chút đi cô ơi. Thổi ông sùm này có nghe được cái gì.
phát cỏ hoài cũng sầm. Để Trúc lên lấy cái kia xuống thai nữa. Hả? Còn cái trên trển á. À. Trúc lấy xuống thai. Vậy đâu có gì đâu để xài đỡ. Nhà 24 giờ tắt. À, chị dẹp cái suối này đặng hay chị? Em lấy suối. Để em lấy suối nhỏ luôn. Ờ. Anh Trúc mở cái clip lên là nghe. Nghe thằng tiếng này không? Nghe thằng cái tiếng này không quá. Là tới hoài. Mà để đi. Để xuống đây đi. Phải em thắp nhang thầy. Mời thầy thọ thật đi lời lau mộ. Em tính mua cây chổi cỏ. Mà em sợ cái cỏ lỡ như để trong đây mưa là nó ướt sao? Cái chỗ... mày mua chỗ cỏ hay là mày mua cái chỗ lông á? Cái chỗ cỏ mình đâu, chổi này kia mình đâu có để trong mộ được. À, mình phải máng hoài, máng hoài mưa rồi nó ướt nhem ướt nhẹp luôn rồi. Là nó quét cũng có được. Mà để em đốt mời thầy trước đi. Em mua cái chỗ cỏ mà. Mà sợ chỗ cỏ đem vô đây mưa nó ướt là cũng có quét gì được. Mà chổi thì đâu có để ở trong đây được. Thầy ơi, thỏa thuật sớm hả thầy?
đây nha, đây nước suối vô. Con giấy hết lại kia kìa, đằng kia kìa. Nha, chỗ chị đó Vin có để lớn bao cơm mà. Dám xóa video của chị Bích. Mấy thằng này nó lèo thì. Chị bị lần này là lần thứ hai đó, thì đó không có cũng lần. Thì đó không bao giờ bị. Em có nghe nè. Và như lần này là mà được mà chứ bạn ông bây giờ không đăng mà không lần lần trước. Ghê vậy. Em có thể chị nha, cái điện thoại mà video mà đang làm người ta bự đó. Còn những người khác mà đụng cái điện thoại của chị không cho được xem. Ông làm gì vậy? Lao mộ. Bây giờ nếu mà em chấp tự làm giờ ông quánh chị làm đi thì cũng không ai nghe. Em đi quay thầy có bốn người, chứ đàn bà có nhà bà chỉ sợ. Vì em có giỏi cỡ nào đông người mình cũng đâu có làm lợi. Tự nhiên đó mình đang quay thầy đâu nghĩ luôn á. Đứng cái mặt vô. Anh đi trước thì quay vậy. Là đơn giản đây em chứng kiến hôm bữa giống như anh với em quay chung. Vụ đá đó đó. Và đòi đập anh là anh bóc ra anh muốn đập đúng không rồi. Anh chứng kiến sẽ nói chuyện với chồng bạn Hoàng Lưới quay đi sau. Và anh mới, tụi anh mới làm việc anh mới đi chuyện kia. Đập điện thoại, trời đất ơi ghê vậy. Tôi đập điện thoại tao mày. Ê, trời ơi. Quay đám đập điện thoại tao chứ tiên. Ta nói vậy đúng không? Ok, không quay thôi. Đập thoại không chơi nha. Tao bóc điện thoại tao điện. Cái kia kêu thôi bỏ đi. À, cái tao mới điện ổng nói bây giờ điện muốn sao giờ cái thằng nào là đập thoại. Đưa cho mày đập. Xong móc thoại đưa nó cho đập. Nó vậy cứ đi ra ngoài đó. Bỏ tiền đi. Móc điện thoại la luôn, quắt nó lại nè, thoại tao nè đập. Tao nói nhưng mà nó không dám. Nó dám đập không? Lỗi cái vấn đề mà vụ bữa đi phòng lạ mà ngồi nước đó. Đập cái bắt đầu mình kêu nó mua thợ mới. Quan trọng sợ. Thôi chứ sợ tại vì mình quay nha. Có gì là đi ra mất lần rồi nó cứ đập thợ cũ cái kêu mua đàn thợ mới. Tao tiên quay nè. Khúc đó có thợ mới thầy. Em không có vấn đề, em muốn đập đâu, không cho quay thôi chứ đừng có nói gì đập máy hay này nọ nha. Này em không cho quay gì thôi, còn tượng đổi thừa đập thì đưa, muốn đập thôi thì đưa thôi cho đập. Chị biết cho đâu phải quay đá đáp trong quay viên đáp nào quay cũng được đâu, có những đáp nào không cho quay luôn á. Ừ. Nhưng mà nói đàng hoàng rồi ok, chứ không có vấn đề là đập máy người ta này nọ không chơi à, còn quay muốn xóa video thì nói chuyện cho nó sao cho ngàn lần lỗ tai, chứ không có vấn đề mà để chủ thầy hay là hâm dọ này nọ với em à. Để qua đập, chị nói đập. Thì hèn mới hiếp được chứ giữ xong hiếp được. Ha 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 ha.
cũng hàng. Nó ở ngoài nó nói chửi mình, nó quay không đâu, chửi. Làm lại quay nhỏ luôn không với anh thì quay luôn. Của anh thì anh nói vậy thì tôi quay anh không. Làm bằng chứng thôi chứ lỡ có gì không thì sao ai chịu trách nhiệm đúng không? Rồi. Đốt rồi. Rồi. Cái ai rồi đập thì đương thoại cho đập. Cái bắt đầu kêu nó mua lại thoại mới. Sang xài thoại mới. Mà sợ nó không mua cái là không có thoại xài. Đập thì cho đập. Giá cả phải chăng? Cứ nói là điện thoại tôi mua nhiêu đó tiền đó. Đập thì thường. Sáng bánh chân lên thầy đó, còn nước suối thì để vô xô rồi hai cô chú anh chị để dành thay nước hàng ngày. Hỏi cây hoa lan đó thổi nó ngã bị quéo luôn nè, ngã xuống cây đèn. Mọi người còn có khăn lót ở đây vậy. Hồi để chút em là quả em mua cây chổi kìa. Chổi cỏ ha. Mua cây chổi cỏ ha. Quét xong ra đây máng nè. À, sợ mưa ướt thôi mình quét không được nữa thôi chứ nói gì đó. Thôi, chổi mình đâu có để dắt ở trong đây được. Không thôi mình mua cái chổi chầu cao cũng được. Không, cái chổi chầu cao người ta kêu đó là cái chổi trà. Chổi trà. Cái chổi trà quét không có nên. Thôi để cho em mua cái chổi cỏ. Không lớn rồi chạy đem về để chỗ cái chổi á. Chừng nào đi quét thì để xe đít là cầm chạy đi. Để quét xung quanh mộ thầy cho nó sạch sẽ. Chứ để đây là đâu có được. Thôi để chút em chạy là quả em mua. Ừ. Thôi dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Thì trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi trưa. Hồi buổi sáng chứ quên nó chưa mua cái chổi cái nó buổi trưa luôn. Thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý ạ. Và một lần nữa hãy mi Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ. Đây à, đi làm một cái chổi vô quét nhà sạch sẽ, quét cái